Thưa quý vị và các bạn, qua 7 lần tổ chức, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân, du khách trong nước và quốc tế. Năm nay, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột diễn ra từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 với chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới, có quy mô lớn hơn so với những lần trước với 18 hoạt động chính cùng các hoạt động hưởng ứng lễ hội của các địa phương. Trong chương trình Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung này qua phóng sự đa dạng hoạt động hưởng ứng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tỉnh Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam, diện tích lớn nhất cả nước với khoảng 210.000 ha, sản lượng cà phê hàng năm đạt hơn 520.000 tấn. Cà phê Đắk Lắk đã xuất khẩu đến hàng trăm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Qua 7 lần tổ chức, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đã trở thành sự kiện nổi bật của ngành cà phê Việt Nam. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột đã được chính phủ đồng ý dừng tổ chức 2 lần vào năm 2021, năm 2022 và chuyển sang tổ chức vào năm 2023. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 nhằm quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Đồng thời, lễ hội nhằm tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê. Qua lễ hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk còn giới thiệu hình ảnh tiềm năng thế mạnh của tỉnh và xúc tiến đầu tư kết nối giao thương, phát triển du lịch. Cái nội dung mới có chúng ta có thể điểm đó là một á thì chúng ta có cái lễ hội ánh sáng để nó phụ trợ cho các cái hoạt động. Thứ hai là chúng ta có cái hội thảo về kết nối giao thương giữa nhà nhập khẩu và nông dân cũng như nhà xuất khẩu của địa phương chúng ta và các cái doanh nghiệp cả nước. Rồi chúng ta sẽ có các cái hoạt động mang cái tầm chiều sâu về văn hóa để nâng cái tầm giá trị văn hóa của cà phê ngoài cái hoạt động thương mại. Thì chúng ta nâng tầm cái giá trị văn hóa cho cái sản phẩm cà phê. Rồi kỳ này á, thì chúng ta hướng đến là đi sâu, đi xa vào cái thị trường thế giới để chúng ta thể hiện xuyên suốt cái nội hàm của cái tổ chức lễ hội cà phê. Trong khuôn khổ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8, để phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh cùng du khách trong và ngoài nước vui chơi, thưởng thức, ngoài 18 hoạt động chính của tỉnh, các địa phương đơn vị, hội đoàn thể tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng lễ hội như Ủy ban nhân dân huyện Lắk sẽ tổ chức lễ cung bến nước, lễ cung sức khỏe cho voi, liên hoan văn hóa cồng chiêng, tổ chức hội trại truyền thống, vân vân. Ủy ban nhân dân huyện Cờ Rông Bách tổ chức liên hoan biểu diễn Lân Sư Rồng Đắk Lắk mở rộng khu vực miền Trung Tây Nguyên, tổ chức tham quan khu di tích lịch sử văn hóa đồn điền Kada, thưởng thức ẩm thực Tây Nguyên tại các khu du lịch cộng đồng và trải nghiệm quy trình chăm sóc, chế biến, pha chế cà phê đặc sản, tổ chức các tour tuyến điểm du lịch, vân vân. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại chúng tôi đang có mặt tại một trong những điểm du lịch của tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp của câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp huyện Cờ Rông Bách. Và đây là một trong những tour du lịch để hướng tới phục vụ cho du khách trong dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chị Trần Nữ Hoàng Anh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ. Vâng, xin được chào chị ạ. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 là dịp để chúng ta có thể quảng bá hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk đến với du khách trong và ngoài nước. Thưa chị, được biết rằng là huyện Cờ Rông Bách cũng đã thành lập và tổ chức được một cái tour du lịch trải nghiệm để phục vụ du khách trong dịp này. Vậy chị có thể chia sẻ đôi nét về tour du lịch này ạ? Dạ, hướng tới lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột thì câu lạc bộ khởi nghiệp huyện Cờ Rông Bách thì cũng đã thành lập một cái tour để cho mọi người có thể tới tham quan du lịch và trải nghiệm. Thì cái tour của bên chỗ em thành lập ra thì nhằm mục đích hướng tới quảng bá thương hiệu của các sản phẩm đặc trưng của huyện, và trong đó thì mọi người có thể tham quan các mô hình giống như là rượu cần Inai
rồi các mô hình về chế biến sản xuất nông sản sầu riêng và các mô hình tham quan cái vườn cà phê, tham quan hoa cà phê sầu riêng. Rồi tiếp theo có thể mọi người tới những cái vườn cà phê thư giãn và mình có thể tới những cái nơi trồng trọt chế biến cái nông sản đặc trưng giống như là maca và yến xào. Và như vậy thì có thể thấy rằng là tour du lịch nông nghiệp, trải nghiệm nông nghiệp thì đúng như tên gọi đúng không ạ? Tức là bên cạnh những cái địa điểm, những cái nơi mình tham quan thì chính mắt những cái du khách sẽ được tìm hiểu như là khám phá về các quy trình sản xuất như là cà phê, rồi sầu riêng, rồi maca, vân vân đúng không ạ? Và chúng ta hướng tới chủ yếu là các sản phẩm về nông nghiệp. Vậy thì theo như chị Oanh có vừa chia sẻ thì có thể thấy rằng là có rất là nhiều sản phẩm nông nghiệp tại huyện nhà được quảng bá giới thiệu trong dịp này. Vậy thì chúng ta đã tập hợp những cái đơn vị đó như thế nào thưa chị? Cũng trong quá trình tập hợp thì câu lạc bộ khởi nghiệp huyện Cà Rông Bắc thì cũng gồm có là 25 thành viên. Thì các thành viên đó là đa số là các chủ của một cái thương hiệu, một sở hữu vật sản phẩm nông nghiệp ở huyện Cà Rông Bắc. Và tất cả các dòng sản phẩm thì đa số là sẽ đạt những tiêu chuẩn chất lượng như ít nhất là như OCOP, rồi tất cả mọi cái về nông sản của huyện Cà Rông Bắc. Thì khi mà cái lễ hội cà phê diễn ra thì các thành viên đã tập hợp lại và đã có những cái định hướng để mà mình cùng diễn ra một cái tour du lịch, giống như là các bạn có thể tới đó trải nghiệm mà về vấn đề về sản xuất chế biến cà phê ngay tại điểm đó luôn, và mọi người có thể ra dùng cà phê thư giãn, và đó cũng có sẽ là có những cái buổi ăn nhẹ đặc trưng của Tây Nguyên giống như cơm lam, gà nướng. Dạ. Vậy thưa chị, đến thời điểm này thì các đơn vị mà chúng ta để cùng liên kết thực hiện tour trải nghiệm du lịch nông nghiệp đã chuẩn bị như thế nào để có thể phục vụ cho du khách trong dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 thưa chị? Dạ. Tới thời điểm này thì câu lạc bộ đã chuẩn bị tập hợp những và đôn đốc những cái thành viên thì làm sao để chuẩn bị cái cơ sở vật chất tốt nhất và chuẩn bị những con người để có thể hướng dẫn các tour du lịch. Đồng thời các đơn vị mà có những cái điểm để ăn uống tại chỗ thì phải làm sao để đảm bảo được chất lượng an toàn thực phẩm. Vâng, và xin được cảm ơn chị về những thông tin vừa rồi, và hy vọng rằng là tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp sẽ là một trong những tour du lịch góp phần quảng bá được hình ảnh của tỉnh Đắk Lắk ra khỏi đến với tất cả mọi người trong và ngoài nước ạ. Dạ rồi. Là một tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên, Đắk Lắk có hệ thống giao thông đường bộ, đường hàng không tương đối hoàn chỉnh, tạo cho tỉnh một vị trí thuận lợi trong giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, hùng vĩ, Đắk Lắk còn thu hút du khách với nền văn hóa đa sắc màu, nền ẩm thực phong phú. Trong đó, rượu cần là một trong những đặc sản không thể không nhắc đến, mang tính định hình văn hóa đặc trưng của đồng bào Tây Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng. Chính vì vậy, thưởng thức và tìm hiểu về quy trình sản xuất rượu cần là một trong những điểm đến đầu tiên của tour du lịch trải nghiệm. Rượu cần được làm từ những nguyên liệu chính như gạo nấu chín để nguội hoặc ấm, sau đó trộn với men và chấu sạch, rồi cho vào chén và lấy lá bịt kín miệng để nơi thoáng mát. Cùng với những bí quyết truyền thống trong cách chọn men và phối men đã tạo nên hương vị đặc trưng, riêng biệt của loại rượu truyền thống này. Một chén rượu đậm chất Đắk Lắk do chính người dân nơi đây ủ bằng tình cảm và sự hiếu khách sẽ khiến người uống nhớ mãi. Khi thưởng thức, tất cả mọi người cùng vít cần uống chung, không phân biệt trai gái, già trẻ, giàu nghèo, cùng vui vẻ gắn kết, sẻ chia. Ngày nay khi du lịch phát triển, rượu cần đã được các vùng miền khắp đất nước biết tới như một đặc sản đại diện cho vùng đất đỏ, nắng gió này. Khi đến với Đắk Lắk thì được mệnh danh là rượu cần là một phần không thể thiếu. Và có câu thì đến Đắk Lắk nhưng mà chưa được thử rượu cần thì được xem như là vẫn chưa đến với quê hương Đắk Lắk và Tây Nguyên. Đến với nhà sàn Đinh Năm thì khách sẽ được thưởng thức và trải nghiệm về văn hóa và cách làm rượu cần ủ của người dân tộc Ê Đê chính gốc luôn ạ. Sau điểm đến đầu tiên tại cơ sở sản xuất rượu cần Y Nay, du khách sẽ được tham quan di tích đồn điền Kada, miếu thờ Kada, thưởng thức cà phê miễn phí tại cội nguồn cà phê Việt, đồng thời tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc và chế biến cà phê tại trang trại cà phê Viori Farm. Không chỉ vậy, tháng 3 còn đón chào du khách bằng mùa hoa cà phê nở rộ. Đây là thời gian đẹp nhất trong năm. Đến đây vào dịp này, du khách sẽ được đắm mình trong mùa hoa cà phê trắng muốt giữa đại ngàn và được chụp ảnh lưu niệm trong trang phục truyền thống của đồng bào Ê Đê.
Tiếp tục tour du lịch trải nghiệm nông nghiệp, du khách sẽ di chuyển đến xã Ê Phê, huyện Krông Bách để cùng tham quan nhà yến, xưởng làm yến sào, tìm hiểu về quy trình nuôi và cách chế biến làm sạch lông tổ yến bằng công nghệ khô, giúp giữ lại tối ưu các vi chất dinh dưỡng, protein, axit amin có trong tổ yến. Trò chuyện cùng những người thực hiện chương trình, chị Trần Nữ Hoàng Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nữ Hoàng Yến Sào cho biết, để hưởng ứng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, công ty chị đa dạng hóa sản phẩm, phổ biến giá trị bổ dưỡng của yến sào đến cộng đồng, chuẩn bị một lượng hàng lớn, chất lượng, nhiều dòng sản phẩm để kịp thời đáp ứng nhu cầu của du khách như yến thô, yến tươi, yến tinh chế, các dòng yến trưng sẵn như yến trưng đường phèn, ngũ vị, yến trưng kids dành cho trẻ em, yến trưng sâm, trưng đông trùng hạ thảo dành cho người trưởng thành và sản phẩm yến trưng không đường dùng cho người bị tiểu đường, vân vân. Xác định lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 cũng là dịp để Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, tour du lịch của câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp của huyện Krông Bách, bên cạnh việc tập trung vào các hoạt động tìm hiểu về nông nghiệp, còn giới thiệu về các thế mạnh nông sản, sản phẩm đặc trưng của địa phương như tìm hiểu quy trình sản xuất và đóng gói hạt điều, hạt mắc ca, tham quan vườn sầu riêng, tìm hiểu quy trình sản xuất sầu riêng cấp đông, sầu riêng sấy, thăng hoa, vân vân. Khi đến đây du khách sẽ trải nghiệm được là cái quy trình sản xuất. Thứ nhất là về mắc ca, chúng ta có thể thấy được là cái nguồn nguyên liệu từ lúc tươi nó ra không được hong khô qua bảo quản và sấy bảo quản và ra cái bước cuối cùng là tách nứt để đến tay người tiêu dùng. Và bên cạnh đó là hạt điều, mọi người sẽ được trải nghiệm cái rang điều bằng củi nè. Chẳng hạn như vậy nó cũng khá là đặc biệt, đôi khi nhìn vào nó khói khói nhưng mà thật sự cái chất lượng của nó rất là đảm bảo. Hiện nay thì trên thị trường Thái Lan và Malaysia thì họ cũng đang làm rất tốt về vấn đề phát triển du lịch thông qua cây sầu riêng. Việc sử dụng sầu riêng để làm công cụ để hỗ trợ phát triển du lịch, đó là cái tiêu chí của những người Malaysia và Thái Lan, họ đã làm rất thành công. Với mong muốn là quảng bá hình ảnh của người dân Krông Bách cũng như là cây sầu riêng Krông Bách đến tay của khách hàng trong và ngoài nước, thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà phát triển cái hàng đông lạnh hay là tương lai là hàng sấy khô, đó là một trong yếu tố cơ bản và thiết yếu để chúng ta có thể đưa cái sản phẩm sầu riêng đến tay người tiêu dùng, không chỉ để sử dụng tươi. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sẽ có 18 hoạt động chính thức và nhiều hoạt động hưởng ứng lễ hội của các địa phương. Năm nay, lễ hội sẽ có quy mô lớn hơn so với những lần trước, trong đó các hoạt động hình thức quảng bá được thể hiện theo xu hướng hội nhập quốc tế với những phong cách hiện đại làm nổi bật chủ đề Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới. Cụ thể, bên cạnh các hoạt động chính của lễ hội gồm lễ khai mạc, bế mạc hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, hội chợ triển lãm chuyên ngành cà phê, hội thảo phát triển cà phê, hội nghị kết nối giao thương quốc tế, triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề văn hóa cà phê Việt Nam và lịch sử cà phê thế giới, triển lãm trưng bày và hội thi sinh vật cảnh Đắk Lắk. Lễ hội còn có nhiều hoạt động khác như lễ hội đường phố, hội thi nhà nông đua tài, cuộc thi pha chế cà phê đặc sản, lễ hội ánh sáng, ngày hội cà phê miễn phí, hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê, cuộc thi video clip về cà phê Buôn Ma Thuột, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Ngoài ra, trong những ngày diễn ra lễ hội, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk còn có một số hoạt động như hội voi Buôn Đôn, hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk, biểu diễn vở ca kịch Khát vọng Đan San, ngày hội trình diễn cây nêu và giao lưu văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc Việt Nam lần thứ hai. Liên quan đến hoạt động cà phê miễn phí, riêng tại thành phố Buôn Ma Thuột đến thời điểm này đã có hơn 300 quán cà phê trên địa bàn phục vụ cà phê miễn phí cho người dân du khách dịp lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023. Đây là những quán lớn cơ bản bảo đảm các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, có không gian rộng rãi. Ngoài ra, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ ra mắt tuyến phố cà phê miễn phí trên tuyến đường Phan Đình Giót phục vụ trong 5 ngày từ ngày 10 tháng 3 đến ngày 14 tháng 3 năm 2023. Hoạt động này có sự đồng hành của 3 thương hiệu cà phê lớn trên địa bàn. Tại đây, người dân không chỉ thưởng thức cà phê mà còn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ liên quan đến cà phê. Việc các địa phương đơn vị đăng ký nhiều hoạt động tham gia hưởng ứng sôi nổi với các sự kiện văn hóa, thể dục thể thao, các tour tuyến điểm du lịch trải dài trước, trong và sau lễ hội sẽ tạo nhiều điều kiện thu hút du khách và nhân dân tham gia vui chơi lễ hội. Hy vọng qua lễ hội sẽ tạo ra bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho ngành nông nghiệp, ngành hàng cà phê cũng như góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh tiềm năng thế mạnh của Đắk Lắk đến với các nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.
Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.